Đức Thánh Cha tặng vaccine cho người nghèo trong ngày lễ bổn mạng. Thứ Sáu 23 tháng 4, lễ Thánh Sergio, bổn mạng của Đức Thánh Cha. 600 người nghèo đã quay trở lại Đại Thính Đường Phaolô thứ Sáu để được tiêm liều vaccine thứ hai. Đức Hồng Y Konrad Krasiowski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, cho biết tới nay 1.400 người nghèo đã nhận được vaccine. Theo thông báo từ sở từ thiện của Đức Thánh Cha, 600 người nghèo được nhận liều vaccine thứ hai là những người đã được tiêm liều thứ nhất cách đây 20 ngày. Ngoài việc nhận vaccine, mọi người còn được mời mừng lễ bổn mạng với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Konrad Krasiowski giải thích rằng, như những năm trước, vào ngày lễ Thánh Sergio, Đức Thánh Cha quyết định trao tặng và không nhận bất cứ thứ gì. Ví dụ trong năm vừa qua, 2020, trong ngày mừng lễ Thánh bổn mạng, Đức Thánh Cha đã gửi tặng máy thở cho Romania trong thời điểm đất nước gặp khó khăn đặc biệt do đại dịch. Trong những năm trước, Ngài đã tặng 6.000 chuỗi mân côi cho các bạn trẻ ở Milano. Đây là các xô chuỗi được làm từ gỗ ô liu ở đất thánh dành riêng cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama. Đức Thánh Cha còn tặng một quả trứng sô-cô-la nặng 20kg cho người nghèo do Caritas hỗ trợ ở nhà ga Termini, Roma. Chiến dịch tiêm vaccine cho người nghèo trên 60 tuổi, những người có vấn đề về thể chất nghiêm trọng và gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế quốc gia đã bắt đầu từ cuối tháng 1. Sau đó, chiến dịch được tiếp tục trong tuần thánh với đợt tiêm đầu tiên cho những người dễ bị tổn thương nhất. Theo Đức Hồng Y Krasiowski, sáng kiến tặng vaccine cho 1.400 người, một giọt tình thương, đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha để không một ai bị loại trừ. Và sở từ thiện của Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu quyên góp giúp người nghèo được tiêm vaccine qua tài khoản bác ái của Đức Thánh Cha Francisco do sở từ thiện quản lý. Nhờ chiến dịch này, 100.000 euro đã được gửi đến Sứ thần Tòa Thánh ở Syria. Đức Hồng Y Mario Zeneri để mua vaccine cho người nghèo. Cha Augusto Zampini, đồng tổng thư ký Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện và thành viên của Ủy ban COVID-19 của Vatican, nhấn mạnh, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được các khoản trao tặng tiếp theo để gửi đến các nơi khác trên thế giới. Như thế góp phần trao vaccine cho người nghèo. Đây là một trong ba ưu tiên của Ủy ban cho năm 2021, sức khỏe, thức ăn và việc làm cho mọi người.